Ngày 27 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án các bị cáo trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan tới Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, gọi tắt Công ty Việt Á. Theo đó, bị cáo Phạm Văn Thành, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cựu Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, bị tuyên phạt 3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm kể từ ngày tuyên án. Các bị cáo khác trong vụ án là Nguyễn Thị Thanh Hảo, cựu trưởng phòng tài chính kế hoạch thị xã Đông Triều, bị phạt 30 tháng tù treo. Nguyễn Xuân Tiến, cựu giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, bị phạt 24 tháng tù treo. Nguyễn Thành Định, cựu phó giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, bị phạt 30 tháng tù treo. Và Nguyễn Văn Bình, cựu phó trưởng ban dân vận thị ủy Đông Triều, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, bị phạt 24 tháng tù treo. Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021, Công ty Việt Á đã cung cấp một số vật tư y tế cho Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều để tổ chức lấy mẫu. Còn kit xét nghiệm và kit tách chiết chuyển đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển ở thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Sau đó, Phạm Văn Thành và một số cấp dưới đã không thực hiện đúng quy trình nghiệm thu, bỏ qua bước đối chiếu việc giao nhận sinh phẩm xét nghiệm với Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, nên đã thanh toán cho Công ty Việt Á vượt 16.539 kit xét nghiệm và 16.548 kit tách chiết, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng ngân sách nhà nước.